Xin chào mọi người đến với kênh livestream của Thẩm mỹ Dr. Đi. Mọi người sẽ nghe thấy một giọng rất là mới đúng không? Bởi vì chị livestreamer thì các chị đang chuẩn bị đẻ rồi và khá là mệt rồi, cho nên là tôi sẽ là người tạm thời thay thế chị trong thời gian gần đây. Cho nên là mọi người có thể nghe là sẽ không được hay cho lắm, hy vọng mọi người thông cảm nhé. Hôm nay là một ngày khá là bận rộn đối với cả Thẩm mỹ Dr. Đi. Hôm nay sẽ khá là nhiều ca đến để nâng ngực. Và mọi người cũng biết là trong thời gian gần đây thì túi ngực rất là khan hiếm. Cũng rất may là thẩm mỹ vẫn còn đủ những số lượng size nhất định để cho các chị đến đây. Và rất tiếc rằng là phải xin lỗi một số chị khách hàng là khi mà đến đây để tư vấn và chốt rồi nhưng mà lại không có size, để các chị phải quay về. Thì thẩm mỹ Dr. Đi vô cùng xin lỗi các chị. Và để không mọi người đợi lâu nữa thì tôi sẽ bắt đầu vào luôn. Đây là các ngực đầu tiên trong buổi sáng hôm nay. Chị gái sinh năm 97. Ở đây hình ảnh sau khi mà đặt xong túi chất liệu rất là tròn đều và đẹp đúng không ạ? Chị gái này đặt cân, tôi sẽ quay hình ảnh trước để mọi người nhìn ảnh trước nhé, sau đó thì để mọi người đoán xem rằng là ngực của chị trước đây như thế nào. Đấy, đường mổ rất ngắn ạ, thì chưa đến hai ngón đầu ngón tay của tôi nhé. Chị gái này đã chọn túi chất liệu là túi Ergo của hãng Motiva và đặt cân đều hai bên. Đây là túi chất liệu của chị đặt size 300 đó, và độ rộng là 11,5 và độ nhô là 3,9 với độ cao và độ nhô trung bình. Chúng ta đến với hình ảnh trước của chị nhé. Đây là hình ảnh trước của chị. Mọi người có thể nhìn thấy này, tuyến vú của chị có rồi nhưng mà nó khá là ít, nó chỉ nhô rất là ít thôi, nhỏ thôi đó. Có một ít tuyến thì sau này mọi người cái tuyến này thì sau này sẽ có một cái quyết định là chính là cái tốc độ mềm ngực của các chị. Nếu như mà trước đã khi làm các chị có tuyến rồi thì sau chị sẽ mềm, nhanh mềm, ngực của chị sẽ nhanh mềm hơn so với những chị mà trước đây chưa có tuyến, tức là ngực của họ có thể sẽ phẳng rất ít tuyến, thì tốc độ mềm ngực của chị sẽ ít hơn so với những chị khác, tốc độ nó sẽ lâu hơn, mình sẽ cảm thấy nó lâu hơn nhiều so với chị mà trước đây đã có tuyến rồi. Mình nhìn lại hình ảnh ngực của chị sau khi đặt xong rồi nhé, một lần nữa. Và tôi xin phép là mình sẽ chỉ like nhanh thôi, bởi vì sẽ phải xả phòng cho mọi người còn mổ ca tiếp theo nữa. Bởi hôm nay sẽ khá là đông, nếu như không trả nhanh thì chắc là bác sĩ sẽ phải ở lại đến tận 12 giờ đêm mất. Và xin phép chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong những ca tiếp theo nhé.